Anh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình của VNTV buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về cái đề tài là tiết kiệm tiền bạc và bảo vệ môi trường bằng hệ thống solar. Trước hết thì chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với anh Dũng Bùi. Anh là Sales Manager của công ty Pingo Solar. Dạ, chào anh Dũng. Dạ, trước hết chào quý vị của VNTV và chào chị Vân Anh. Thưa quý vị, cũng như là anh Dũng, chúng ta nghe nói về cái chương trình solar cũng là lâu lắm rồi. Dạ vâng. Đặc biệt là tại California cũng như là tại San Diego của chúng ta là nơi mà nắng quanh năm, phải không anh? Dạ vâng. Và ai cũng biết là nếu mà chúng ta gắn lắp đặt hệ thống solar thì chúng ta sẽ tiết kiệm được tiền điện và cái quan trọng nữa là bảo vệ môi trường. Dạ vâng. Thưa chị với lại quý khán giả của VNTV đó, cái trường hợp thứ nhất ở đây đó là mình thứ nhất là bảo vệ môi trường và thứ nhì mà cái quan trọng nhất đó là những cái đường dây chị của những công ty điện lực nó bị người ta dùng rất là nhiều. Nên thường nó bị pressure. Thì khi mình go solar như vậy đó thì mình reduce cái pressure trên cái grid. Và cái thứ ba, cái thứ hai nữa đó là mình create job, tức là green job cho những người mà gắn những cái năng lượng mặt trời. Và thứ ba nữa, khi mình gắn cái này đó thì giá trị căn nhà của mình sẽ tăng lên và mình không phải đóng thuế nóc nhà. Hiện nay ngoài thị trường chúng ta có rất là nhiều công ty về solar. Dạ, vâng. Nhưng tại sao chúng ta nên chọn Pingo? Nói một lời giới thiệu về công dạ, ty vâng. Vậy. Pingo Solar đây là một cái chi nhánh của một công ty mẹ ở UCAS Bet gọi là Synergy Power đã thành lập đã khoảng 14 năm nay chị. Thì Synergy Power đã gắn tất cả những megawatt cho những commercial building chạy dài trong California. Và đồng thời bây giờ Synergy Power muốn bành trướng ra thêm, tức là mở thêm một chi nhánh gọi là Pingo Solar, tức là cho về tư gia, tức là về housing, yeah. Residential only và small commercial. Thì nói về solar thì chúng ta nghe rất là nhiều hãng ở California này và có nhiều rất là chương trình khác nhau. Thì nếu mà nói đúng ra là chúng ta có 5 cái chương trình khác nhau chị. Yeah. Chị có thể mua với giá tiền gọi là mình trả cash. Cái thứ nhì đó mình đi cái gọi là lease. Cái thứ ba mình gọi là PPA, tức là purchase agreement. Cái thứ tư nữa đó là mình mua một cái loan. Và cái thứ ba đó là mình mượn theo cái thuế lốc gia của nhà mình, của chính phủ cho. Thì 5 cái chương trình này thì Pingo Solar đó, đặc biệt ở đây đó là chỉ có dùng 3 cái chương trình mà có thể lợi tức cho người ta đó là tức là mình trả cash, mình trả về cái mượn cái loan và mình về cái property tax. Thì những chương trình này đó, cái lợi của người cư dân ở đây khi gắn solar vào những cái chương trình này đó thì chỉ được 30% tax credit của federal level. Wow. Yeah, còn những cái chương trình khác đó thì những hãng finance sẽ lấy cái 30% tax credit. Do đó mình sẽ không được hưởng cái 30% tax credit. Thưa quý vị, chúng ta ở San Diego thì công ty điện lực của chúng ta là SDG&E. Thì anh Dũng thấy rằng cái bill điện lực của chúng ta đó thì bao nhiêu thì chúng ta nên quyết định go solar? Kính thưa quý vị, với chị Vân Anh đó, trong cả nước Mỹ này đó thì cái điện mà tiền điện mà cao nhất là ở bên Hawaii chị. Yeah. Và thứ nhì đó là SDG&E. Tức là những người mà trong cái vùng SDG&E này thì có thể trả từ minimum là 150 và có thể lên tới $500 mỗi tháng. Thì cái đó là một cái mà rất là cao. Mà nếu khi vô năng lượng mặt trời đó thì mình sẽ bớt được cái số, mình sẽ nghĩa là dành dụm được cái số tiền đó và mình bảo vệ môi trường. Dạ vâng. Và chương trình của chúng ta khi mình nói solar thì ai cũng nói tới hai cái chương trình. Thứ nhất là lease và thứ hai là mình mua luôn. Dạ vâng. Thì Vân Anh cũng có rất là nhiều ý kiến nói thôi mình tôi lease như vậy đi thì để khỏe, mỗi dạ lần vâng. hư là mình gọi công ty đó đến sửa cho mình, còn mình mua nhiều khi mai mốt tôi bán nhà rồi thì sẽ tính toán như thế nào với cái dạ hệ thống solar mà mình đã trả tiền như vậy. Thì anh có thể cho biết là tại sao chúng ta nên mua versus lease như thế dạ nào vâng. dạ? Thứ nhất mình nên mua là nếu mà chỉ có tax liability, tức là mình đi làm ở đây nước Mỹ này ai cũng đi làm hết, chỉ đi làm chỉ đóng thuế, thì khi chị gắn cái năng lượng mặt trời này vô đó thì federal level sẽ cho chị 30% tax credit. Cái đó là dollar to dollar chứ không phải deductible. Thành thử do đó chị đóng thuế thì chị lấy cái tiền chị trả vô để lấy tiền thuế về, thì cái đó là một cái lợi để cho mình gắn solar thưa chị. Còn cái chương trình mà chị lease mướn đó thì chị không được 30% tax credit. Cái đó hãng finance sẽ lấy cái 30% tax credit. Thì giờ nói đại khái một cái system, chị em nói đại khái là 20.000 đi, thì 30% của 20.000 là 6.000, chị sẽ lấy về 6.000. Thì giờ đó cái system mình chịu 10 mấy ngàn, thì trong một thời gian ngắn đó thì chị không phải trả tiền nữa. Thường thường gắn cái này đó là có chị zero cái bill của chị luôn. Coi như là Pingo Solar có một cái chương trình loan đó, coi như là chị không phải down payment. Tức là bây giờ chị trả $200 đi thì chị switch qua $200, thì chị trả trong một thời gian ngắn rồi đó, thì lúc đó là $200 chị save. Và khi Tuấn Dũng nói cái tiền saving này là quý vị không phải trả thuế, là vì cái đó là saving chứ không phải là income. Và cái nhà khi mà chúng ta gắn cái hệ thống solar đó anh, thì giữa chừng mà mình muốn bán căn nhà đi thì mình sẽ
giải quyết như thế nào thưa anh? Dạ vâng, thì chị cũng biết là chính phủ Obama bây giờ hoặc là thống đốc Joe Brown đó rất là khuyến khích người ta đi solar. Tới năm 2020 đó thì tất cả những nhà nào build đó phải có solar. Thành thử do đó cái khi mình gắn cái solar đó thì cái giá trị căn nhà mình sẽ tăng lên, và sau này người ta đi mua nhà người ta sẽ tìm những căn nhà có solar để họ mua thì cái giá trị căn nhà chị bán sẽ cao hơn. Dạ vâng, như vậy thì khi mà chúng ta gắn mà chúng ta mua đó thì có lo ngại về vấn đề mà giữ chừng hư thì công ty vẫn tới sửa cho mình giống dạ, như mình lease mà. Dạ vâng, thì cái chương trình solar này đã có khoảng 50 năm cho đến 60 năm ở ngoài không gian rồi thưa chị, tức là đã dùng solar panel ngoài không gian. Thành thử những cái này là rất là bền, do đó chính phủ liên bang và tiểu bang đã tài trợ bộ chương trình này, thành thử cái sự mà hư đó thì rất là ít. Mà công ty Pingo Solar này đó có cái chương trình khi chị gắn cái này đó thì công ty sẽ warranty 20 năm cho chị. Và những cái phần mà panel đó, những tấm năng lượng đó sẽ bởi manufacturing sẽ guarantee 25 năm. Do đó chị không phải sợ hư là gì cả. Thưa anh, mùa hè sắp tới rồi. Dạ vâng. Quý vị nào mà từ nào giờ muốn trong nhà mình có cái hệ thống máy lạnh nhưng mà cứ lo là tiền điện lên vù vù. Dạ thì vâng. Đây là cái cơ hội rất là tốt để chúng ta gọi cho anh Dũng để biết được những cái chương trình rất là đặc biệt. Và khi mà gọi đến công ty, từ lúc gọi đến công ty cho đến lúc lắp đặt hệ thống thì thời gian bao lâu anh? Thời gian khi mà cái solar mà hoàn tất đó, thì khoảng 30 ngày chị. Tại vì mình phải submit cái permit, tức là giấy phép lên thành phố. Thành thử do đó cái thời gian đó mình không có thể nói được bao lâu. Nhưng điều 30 ngày thì là một cái system sẽ thành, sẽ gắn trên lắp đáp trên mái nhà của quý vị. Có nhiều người thắc mắc là khi mà tôi gắn cái solar này tôi phải mượn một cái món nợ rất là lớn. Thì chương trình Tuấn Dũng muốn nói là quý vị không phải đau một đồng nào cả. Tức là mình chỉ chuyển cái tiền payment mình hàng tháng đi vô cái loan của mình. Coi như mình sẽ trả trên cái loan của mình và mình không trả công ty điện lực nữa. Thì do đó trong một thời gian ngắn khi quý vị hoàn tất cái loan của mình rồi đó thì coi như chị không phải trả 200 mỗi tháng nữa. Giống như mua xe đó thì chị. Khi mình mua xe mà xong 5 năm mình trả xong cái loan rồi thì cái xe đó thuộc về mình. Thì lúc đó mình không phải trả một đồng nào hết. Còn cái chương trình lease đó, thì chị vẫn tiếp tục trả trong vòng 25 năm. Vâng, và Vân Anh cũng được biết là những cái chương trình tài trợ của chính phủ, nếu mà chúng ta càng chờ đợi lâu thì chúng ta sẽ không có được những cái chương trình tốt giống như bây giờ, phải không anh? Đúng thưa chị, 2016 đó thì cái 30% tax credit đó đã chấm dứt, nhưng điều chính phủ liên bang đã extend ra thêm 5 năm nữa. Oh, wow. Và khi trong vòng 5 năm này đó thì mỗi năm mình sẽ bớt đi cái tiền phần trăm đó đi. Chứ nó không giống như hồi xưa chỉ có 30% trong vòng cả 10 năm nay. Và bây giờ là 30% trong vòng 5 năm, nhưng điều mỗi năm sẽ giảm dần đi. Thành thử do đó bây giờ mình nên gắn cái này thì mình có lợi nhiều lắm thưa chị. Một câu hỏi nữa mà Vân Anh thấy là cũng có nhiều người thắc mắc. Khi mà chúng ta gắn cái hệ thống solar trên mái nhà đó, cũng có nhiều người quan tâm là không biết có làm hư mái nhà của mình không? Dạ vâng, với kỹ thuật mới bây giờ đó, thì có nhiều người phân vân là sẽ bị nước rỉ ra trên mái nhà, bị hư. Thì công ty Pinsolar khi mà gắn cái này đó, thì công ty hoàn toàn guarantee hết tất cả những cái chỗ mà gắn vào đó. Nếu mà trong vòng 20 năm á, mà nước có dỉ trên cái mái nhà đó thì công ty Pinsolar sẽ sửa hoàn toàn cho quý vị. Nên quý vị không phải lo về vấn đề mà bị dỉ hoặc là bị hư mái nhà. Thật sự ra cái chương trình này quý vị và chị cũng biết là subsidized, tức là tài trợ bởi federal, tức là level của federal và state, tức là liên bang và tiểu bang. Do đó quý vị không phải lo là cái vấn đề mà chỉ tới lắp xong rồi đi. Và tất cả những cái máy tấm năng lượng đều là những tấm năng lượng mới. Tại vì chị biết khi mà gắn những cái này đó chị, trên cái tấm năng lượng mình có những cái serial, thì cái serial đó sẽ record tới federal level. Thành thử là không có những cái tấm năng lượng mà cũ hoặc là đồ mà refurnish, sửa lại để gắn. Hoàn toàn là mới hết thưa chị. Vâng, và trở lại với câu hỏi lúc đầu là tại sao quý vị khán giả cũng như là Vân Anh go với công ty Pingo Solar. Là thưa anh có thể cho quý vị được biết là công ty của chúng ta đã từng gắn cho những cái cơ sở thương mại như thế nào, những công ty như thế nào và nhà tư gia luôn được phải không anh? Dạ vâng, công ty Pingo Solar gắn thì với quý vị là cái giá gắn rất là thấp chị. Ở ngoài bây giờ thị trường đó khoảng 4 đồng 10 cent một watt, thì công ty Pingo Solar bán gắn chỉ có 3 đồng 65 một watt. Thành thử do đó giá rất là rẻ và công ty đồng thời sẽ beat any price trong vùng của chúng ta. Anh có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả là công ty của chúng ta đã lắp đặt hệ thống solar cho những công ty nào của Mỹ mà chúng ta thấy là cần phải chia sẻ với quý vị? Trong commercial đó thì công ty Synergy Power, tức là công ty mẹ đó chị, đã gắn cho FedEx, gắn cho JCPenney, UC Davis và rất là nhiều những hãng lớn và những farmer
lớn trong vùng California của chúng ta. Và một cái điều mà bên anh với lại anh Dũng muốn chia sẻ với quý vị là có những đồng hương của chúng ta ở những cái tiểu bang khác mà không có được ánh nắng mặt trời quanh năm như tại California của chúng ta, mà muốn gắn solar cũng không được. Thành ra chúng ta lợi dụng cái điều này mà bên anh nghĩ rằng trong một thời gian rất ngắn nữa mọi người sẽ go solar rất là nhiều. Dạ vâng, thật sự ra cái chương trình solar này có đây cũng khoảng 15 năm rồi. Đúng chương rồi anh. Không có mới lắm, nhưng điều với cộng đồng chúng ta là mới là tại vì người cộng đồng mình hay ngồi để đợi coi tình hình như thế nào. Yeah. Thì Tuấn Dũng thấy là đây là một cái công cái lợi nhất. Cái ba cái ưu điểm lợi là mình bảo vệ môi trường, mình tiết kiệm tiền điện, và thứ ba nữa là mình tiết kiệm tiền là quan trọng nhất. Và cái thứ ba nữa đó là mình create job, và thứ tư đó là mình tăng giá trị căn nhà, và thứ năm đó là mình giúp cho những cái đường dây điện ở đây nó không có bị pressure chị. Dạ vâng. Và trở lại cái câu hỏi mà Vân Anh thấy là nhiều người còn ngại ngùng, là chúng ta không có ngại là khi mà gắn lên rồi sợ giữ chừng hư mình phải sửa hay là công ty sửa, tại vì mình under cái guarantee của công ty. Dạ vâng. Khi mà tất cả khi mà chị gắn cái này đó, thì với technology ngày đây đó, thì khi mà chị gắn cái này đó, chị monitor cái system của chị trên internet through laptop, iPad, iPhone trên thế giới, tức là chị đâu chị cũng monitor được cái system của mình, và công ty cũng monitor cái system đó cho chị. Và công ty Pingo Solar này có một cái đặc biệt đó là trong vòng một năm mà quý vị gắn đó, thì mỗi tháng công ty sẽ gửi cái report về cho chị biết là cái máy chị như thế nào, sản xuất như thế nào. Và sau đó nếu quý vị thích cái service đó, thì công ty Solar sẽ provide cái đó khoảng như là 85 đồng một năm để cung cấp cái đó. Còn nếu mà chị không muốn thì chị monitor một mình. Thì cái gì hư đó thì chị sẽ gọi công ty, hoặc là công ty sẽ gọi chị cho biết là cái system của chị đang bị trục trặc. Thì trong vòng 24 tiếng sẽ có người tới sửa cho chị. Và cái sự lắp đặt đó là tùy theo cái căn nhà đó cần cái lượng điện như thế nào để mà gắn bao nhiêu tấm solar, phải không anh? Dạ vâng. Thường thường đó thì không phải là nhà nào cũng gắn được solar. Oh. Tùy theo mái nhà và cái độ nghiêng và cái material của cái mái nhà của mình. Oh. Mình mới gắn được cái đó. Và khi gắn cái này đó thì công ty Pin Solar phải cần 12 tháng tiền điện của mình. Tại vì công ty SDGE này đòi hỏi là phải gắn cái máy dùng đủ công suất cho căn nhà của mình. Do đó mình phải có cái bill của mình để mình biết được bao nhiêu kilowatt hour mình dùng trong một năm. Rồi từ đó công ty sẽ thiết kế một cái máy để cho anh dùng cả nhà trong một năm luôn. Mục đích của Tuấn Dũng đây là một cái sự đam mê chị Vân Anh với quý vị. Thành sự do đó cái yếu tố mà Tuấn Dũng lên VNTV ấy, là thứ nhất là bảo vệ môi trường, cái đó quan trọng, và làm thế nào cho khách hàng có những quyền lợi. Bởi vì là mình phải save money. Thì Tuấn Dũng make money, quý vị và chị Vân Anh save money. Thành thử không có ai complain hết, không ai phàn nàn cả. Nhưng Tuấn Dũng muốn nêu ra những cái yếu tố và những cái chương trình có ở ngoài thị trường để cho quý vị vững tâm để lựa những cái chương trình nào phù hợp cho mình. Dạ vâng. Và quý vị khán thính giả mà muốn tham khảo với anh á, thì trước cái step đầu tiên là sẽ gửi cái bill điện thoại cho anh. Dạ vâng. Hoặc là có thể gọi cho Tuấn Dũng ở dạ vâng. số màn ảnh ở dưới đó. Dạ vâng. Hoặc là đưa một cái 12 tháng, Tuấn Dũng sẽ làm một cái proposal. Và sau đó mình sẽ biết là cái máy của mình là bao nhiêu, tiền thuế federal cho mình bao nhiêu, và cái giá thành là bao nhiêu, và bao nhiêu năm mình invest vô và mình lấy lại cái giá vốn của mình. Thì trung bình căn nhà đó thì khoảng từ 3 năm cho đến 6 năm mình lấy lại cái giá vốn của mình. Thì chị Vân Anh cũng biết là điện là mình trả cho đến khi bao giờ mà mình không còn sống nữa thôi. Thành thử do đó quý vị mình có thể mình lợi dụng cái benefit của federal right now. Tại vì chị Vân Anh biết nếu mà mình sale được một tháng 200 đô, mình có thể mình dùng cái tiền đó, mình mua life insurance cho con, cháu mình, hoặc là mình invest vô những cái gì mà mình muốn. Thì cái đó là một cái mà rất là Tuấn Dũng thấy rất là hay. Và cái tiền mà mình saving đó, đặc biệt là quý vị không phải trả thuế. Vâng, thưa quý vị gọi ngay cho anh Dũng từ công ty Pingo Solar khi mà quý vị có tất cả những thắc mắc gì, cho dù quý vị chưa có quyết định hoặc là chưa có ý muốn gắn solar, nhưng mà quý vị cứ gọi cho anh Dũng để có thể có nhiều thông tin hơn và tham khảo hơn. Chúng ta thấy là có rất là nhiều những công ty solar ở ngoài thị trường cho chúng ta lựa chọn. Tuy nhiên anh Dũng từ công ty Pingo Solar sẽ bảo đảm để cho quý vị có một chương trình thích hợp nhất, tiết kiệm được túi tiền của chúng ta nhất, và đặc biệt là cùng chung với cái mục đích là bảo vệ môi trường. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Anh có điều gì trước khi chúng ta chia tay? Khi mà chị nói là khác biệt giữa Pingo Solar với những công ty khác đó, thì công ty của Tuấn Dũng đó dùng những cái panel rất là tốt của Hyundai và dùng cái inverter của Đức. Thành thử do đó cái quality là number one và cái customer service của Pingo Solar là number one. Thành thử do đó quý vị không phải yên tâm là khi gắn cái này là quý vị sẽ có những cái dàn hệ thống năng lượng rất là đẹp
tốt và bền. Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt. Dạ, xin chào quý vị của đài VNTV và chào chị Vân Anh.